vì sao còn mỗi Phạm Thị Thanh Trà vẫn cố thủ giải vây cho Tổng Trọng. Giữa lúc có những tin đồn đoán về bệnh tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tái phát trở lại, có ý kiến cho rằng có thế lực đã tung tin giả về sức khỏe Tổng Trọng để gây áp lực buộc ông Trọng phải công bố ai là nhân vật kế nhiệm cho chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực của mình. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, trang nghiên cứu quốc tế có đăng bài viết "Giả chết bất quả". Câu hỏi hóc búa về sự kế nhiệm ở Việt Nam của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang từ Học viện Chính trị có trụ sở tại Singapore. Tác giả đưa ra nhận xét những tin đồn về sức khỏe của Tổng Trọng cho thấy sự không chắc chắn về người kế nhiệm đã trở thành một yếu tố rủi ro đáng kể ở Việt Nam như thế nào. Theo đó, quan trọng nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu một kế hoạch mở rộng và kế nhiệm rõ ràng hơn. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu 4 giải pháp lớn về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Ngày 26 tháng 1, báo điện tử Vietnamnet đăng bài Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu 4 giải pháp lớn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bà Phạm Thị Thanh Trà, kèm theo lời giải thích và giới thiệu trân trọng. Theo giới quan sát, việc truyền thông nhà nước đăng tải về bài viết của bà Trà trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ là điều rất bình thường. Nhưng bà Trà còn kiêm cả chức Phó Ban Tổ chức Trung ương thì là việc đáng bàn. Nhất là trong bài viết, bà Trà đề cập tới công việc chuẩn bị cho đại hội lần thứ 14 của Đảng sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nếu so sánh bài viết của bà Trà với phân tích của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang thì rõ ràng có một sự trái ngược rất cơ bản. Công tác nhân sự nói chung và nhân sự kế cận thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đến nay là điều cấp bách mà ai cũng thấy. Giả sử nếu lúc này Tổng Trọng có mệnh hệ gì thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cho biết vấn đề người kế nhiệm trở thành yếu tố rủi ro đáng kể ở Việt Nam vì điều này có thể dẫn tới những cuộc đấu đá phe phái gay gắt khi Tổng Trọng ra đi, làm suy yếu sự ổn định chính trị tại Việt Nam. Hơn thế nữa, công tác nhân sự của Tổng Trọng trong suốt 12 năm trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy đã khủng hoảng, rất trầm trọng. Cụ thể, số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo các cấp lũ lượt dắt tay nhau vào tù mấy năm gần đây lớn cả về số lượng, lẫn quy mô và phức tạp, là minh chứng rất khó có thể bác bỏ. Bà Phạm Thị Thanh Trà khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự, kể cả nhân sự chủ chốt do trưởng ban nhân sự Nguyễn Phú Trọng chọn lựa là rất có vấn đề. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, Tổng Trọng đã bị tập thể Ban chấp hành Trung ương cáo buộc có rất nhiều sai phạm trong việc đưa lọt vào Ban chấp hành Trung ương nhiều nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Vào ngày họp thứ 5 của Hội nghị Trung ương 8 vào ngày 5 tháng 10 năm 2023, trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV xuất hiện bài viết với tựa đề "Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Bài báo phê phán, ở nhiều nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ không đủ đức, đủ tài vẫn lọt vào Ban chấp hành Trung ương. Mà rõ ràng, ai cũng biết, Tổng Trọng chính là trưởng tiểu ban nhân sự các khóa Đại hội 12 và 13. Phải chăng đây là ám chỉ ông Nguyễn Phú Trọng đã phạm phải sai lầm? Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo truyền thống vốn có là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Song dưới thời của Tổng Trọng, kể từ sau Đại hội 12, nguyên tắc đó đã bị ông Trọng loại bỏ. Tất cả các quyết định quan trọng nhất của Đảng, kể cả vấn đề bổ nhiệm nhân sự, đều do cá nhân Tổng Trọng toàn quyền quyết định. Trong bài viết "Khi các ủy viên trung ương bị bắt sống" của nhà báo Mai Hoa Kiếm đăng trên báo Tiếng Dân, tác giả đưa ra một nhận xét mang tính cảnh báo đáng chú ý. Theo đó, ông chia sẻ: từ sau Đại hội 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ còn là cái bóng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những gì ông Trọng nói, các ủy viên Trung ương xem như là những nghị quyết. Vấn đề gì ông Trọng viết thì họ tuyên truyền, thổi phồng, thành kim chỉ nam. 200 kẻ từng được ca tụng là tinh hoa của Đảng, nhiều kẻ trong số đó đã bị nhúng chàm và nhúng rất sâu. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng vẫn ngồi ghế nhiệm kỳ thứ 3, mặc dù điều lệ Đảng không cho phép.
Theo giới quan sát, bà Phạm Thị Thanh Trà là người có năng lực và trình độ yếu, không có khả năng đáp ứng được vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đó là lý do vì sao ý kiến hay chủ trương của Bộ Nội vụ của bà Trà đưa ra luôn là bảo sao các ý kiến của ông Tổng Trọng. Cũng xin nhắc lại, theo thông tin của trang Chân Dung Quyền Lực tiết lộ, khi là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Phổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà Trà đã lọt mắt xanh của ông Tô Huy Dứa, cựu trưởng ban tổ chức trung ương, một nhân vật đặc biệt quan trọng trong công tác nhân sự của đảng, nên bà Trà đã thăng tiến nhanh như tên lửa. Do đó, vì bà Trà là chị gái của một nhân vật đỉnh đám là ông Phạm Sĩ Quý, một kẻ tham nhũng, cộm cán và đầy tai tiếng. Vậy mà, ông Quý vẫn an toàn, không hề bị kỷ luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao còn mỗi Phạm Thị Thanh Trà vẫn cố thủ, giải vây cho Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư, vì sao Tô Lâm không tha cho Trương Thị Mai? Giới quan sát chính trị Việt Nam trong và ngoài nước có chung một nhận định khi cho rằng việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bước sang tuổi 80, tuổi đã cao, sức đã yếu, tới đây bắt buộc phải nghỉ là điều chắc chắn. Việc mới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không tiếp Tổng thống Đức Steinmeier trong chuyến thăm Việt Nam, trong lúc ông Steinmeier vẫn gặp gỡ cả ba nhà lãnh đạo Việt Nam còn lại trong tứ trụ. Điều này lại một lần nữa làm dậy lên tin đồn ông Trọng đang có vấn đề hết sức nghiêm trọng về sức khỏe, phải nhập viện lần nữa mà chữa trị và theo dõi. Ông Tổng Bí thư già nua của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Nhà phân tích chính trị Việt Nam Abusa có bài bình luận: điều gì sẽ đến sau những xáo trộn trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng? Theo tác giả, ông Nguyễn Phú Trọng nếu trong trường hợp phải nghỉ giữa chừng vì sức khỏe kém sẽ không để lại cơ hội nào cho Đại hội 14. Bàn về nhân sự kế nhiệm ghế Tổng Bí thư đối với hai trường hợp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tác giả Saburi cũng đưa ra nhận xét khá chắc chắn như sau. Với những người như ông Thưởng và ông Huệ ở vị trí sẵn sàng, ông Trọng đang lặng lẽ bảo vệ những di sản của mình và đảm bảo là sẽ không có sự lặp lại như trường hợp và người được ông chọn tại Đại hội 13 lại không được bầu. Đồng thời nói về việc ông Vương Đình Huệ, tác giả nhận xét tiếp như sau. Người đứng đầu Quốc hội, ông Vương Đình Huệ là một trong hai ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư, có nhiều khả năng ông Huệ sẽ tiếp tục ở lại. Nhận xét về ứng viên Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, một người được giới phân tích kỳ vọng sẽ là trường hợp đặc biệt duy nhất ở lại Đại hội 14 tới đây. Trái lại, ông Abusa cho rằng các lời đồn về mối quan hệ của ông Chính với bà Nhàn IC, người đang bỏ trốn. Những lời đồn này, theo tác giả, đơn giản cũng có thể là do những đối thủ của ông Chính đưa ra. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm nhận xét về tương lai chính trị của ứng viên Phạm Minh Chính, ông Abusa đánh giá như sau. Trong khi khả năng ông Chính bị đẩy ra có thể xảy ra, ông cũng rất có thể sẽ vẫn tiếp tục phục hết nhiệm kỳ của mình. Đánh giá của ông Abusa phù hợp với quan điểm của giới phân tích khi liên hệ với việc hàng loạt các vụ án liên quan đến công ty IC và bà Nhàn bị Bộ Công an lôi ra liên tiếp gần đây. Chưa hết, đáng chú ý, trong bài phân tích của mình, tác giả Abusa đã nhắc đến tên của bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư và cho rằng Phạm Minh Chính, Tô Lâm và Trương Thị Mai khó có khả năng là các ứng viên tiếp theo. Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng ban tổ chức Trung ương, được đánh giá là nhân vật số 5 trong bảng xếp hạng các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản. Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở, bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, ngoài các chức vụ kể trên, bà Mai còn giữ các chức vụ quan trọng khác như trưởng tiểu ban bảo vệ nội chính, nội bộ, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Đáng chú ý, bà Trương Thị Mai quê quán ở tỉnh Quảng Bình, nhưng đã cùng gia đình chuyển vào thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng từ lúc còn nhỏ và lớn lên ở Lâm Đồng. Và điều đó liên quan gì đến việc gần đây hàng loạt lãnh đạo cấp cao nhất của tỉnh Lâm Đồng bị công an khởi tố bắt giam?
đó là các ông Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Ngoài ra, trước đó, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cũng đã bị bắt giam. Cả ba nhân vật này đều bị bắt với cáo buộc tham nhũng liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở Lâm Đồng thuộc công ty Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Chí. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hiện nay, theo giới thạo tin cho biết, lâu nay bà Trương Thị Mai được cho là bà trùm, là tổng chỉ huy bộ máy chính trị của tỉnh Lâm Đồng. Mới nhất, theo Facebook, Hoàng Dũng viết trên trang cá nhân của mình cho rằng, liệu bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận có khai với anh Tô Lâm chuyện xây nhà, mua nhà cho thường trực ban bí thư Trương Thị Mai hay không? Những điều kể trên cho phép chúng ta suy luận rằng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bằng mọi cách ngăn chặn các ứng viên tiềm năng của chiếc ghế tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoại trừ ông Võ Văn Thưởng, được biết một phương án của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ là phò tá cho tổng bí thư Võ Văn Thưởng để giảm bớt ấn tượng về nhà nước công an trị của Việt Nam. Hơn nữa, ông Võ Văn Thưởng còn trẻ, kinh nghiệm chính trị chưa dày dạn, nên Tô Lâm hy vọng sẽ dễ dàng giật dây. Các chính trị gia trẻ tuổi như Võ Văn Thưởng có một nhược điểm, đó là họ sẽ dễ dàng từ bỏ các đồng minh cũ của mình để đạt được tham vọng về chức vị cũng như sự nổi tiếng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Cuộc đua giành ghế tổng bí thư, vì sao Tô Lâm không tha cho Trương Thị Mai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de